Xin chào tất cả các bạn thân mến, chào Nhật ký thân mến. Hôm nay là ngày 12 tháng 7 năm 2022. Và ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một điểm yếu của mình. Chúng ta đều biết không một ai trong chúng ta là con người hoàn hảo cả. Ai cũng có điểm yếu và thế mạnh riêng của mình. Một trong những điểm yếu của mình đó là căn bệnh nóng tính. Thật may mắn rằng gần 4 năm nay bản thân mình đã biết nhận ra và chấp nhận điểm yếu đó, cũng như dành thời gian phân tích, tìm hiểu và tự tìm ra cách khắc phục điểm yếu. Cá nhân mình đã tự tìm ra cho mình những lý do để bản thân tự cảm thấy rằng việc kiểm soát sự nóng tính của mình quan trọng với cuộc sống của mình như thế nào. Một trong số lý do đó là: thứ nhất, lý do đầu tiên, sức khỏe ổn định. Cũng có thể nhiều bạn không biết, nhưng khi chúng ta tức giận, cơ thể sẽ tiết ra rất nhiều độc tố. Đồng thời, sức đề kháng của các bạn cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi đó. Lý do thứ hai, mình luôn muốn giữ cho tinh thần mình ổn định, bởi tức giận sẽ khiến bạn mất rất nhiều năng lượng. Khi năng lượng bạn yếu, bạn sẽ khó chống chọi lại với những suy nghĩ tiêu cực. Môi trường chúng ta đang sống luôn ẩn chứa những điều tiêu cực có thể tấn công bạn bất cứ lúc nào. Nên hãy bảo toàn năng lượng cho bản thân mình thật tốt nhé. Tinh thần lạc quan yêu đời sẽ luôn giúp bạn thu hút những điều tốt đẹp đến bên mình. Lý do thứ ba là lời nói ra khỏi miệng sẽ không bao giờ lấy lại được. Nhất là khi bạn tức giận, bạn sẽ vô tình nói ra những lời lẽ làm người khác tổn thương, để rồi chính bạn sau đó sẽ tự dằn vặt bản thân và cảm thấy mất niềm tin vào chính mình. Đó là một vòng tròn luẩn quẩn vô cùng đáng sợ. Thế nên khi chúng ta kiểm soát được cơn tức giận thì chúng ta sẽ được nhiều hơn là mất. Những lý do này đã giúp mình rất nhiều trên con đường khắc phục điểm yếu của bản thân mình. Lý do của các bạn là gì? Hãy chia sẻ thêm cho mình học hỏi và cùng mình cố gắng mỗi ngày nhé. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui và hẹn gặp lại các bạn trong trang nhật ký sau. Bye bye.